Liên quan đến vụ việc hai phó giám đốc Sở Tài chính và Sở Tài nguyên và Môi trường của tỉnh Sơn La cùng một số cán bộ khác bị bắt giam vì có sai phạm trong công tác di rời đền bù dự án thủy điện Sơn La. Chiều hôm nay 19 tháng 11, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Sơn La đã có cuộc họp thông tin về vụ việc nghiêm trọng này. Đại diện công an tỉnh Sơn La cho biết là để xây dựng dự án thủy điện Sơn La phải tiến hành di dân tái định cư hơn 20.340 hộ và 92.000 nhân khẩu thuộc 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, trong đó tỉnh Sơn La chiếm hơn 61% số hộ. Tuy nhiên, trong công tác bồi thường hỗ trợ đất nông nghiệp cho người dân tái định cư đã có nhiều sai phạm. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Sơn La đã tiến hành điều tra xác minh và xác định 17 đối tượng có sai phạm với hành vi cố ý làm trái và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La cũng thống nhất đánh giá hành vi của các đối tượng này đã cấu thành tội phạm, đủ điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, ngày 15 tháng 11 vừa qua, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Sơn La đã quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với 17 đối tượng và ra lệnh tạm giam 15 bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú hai bị can. Đáng chú ý là trong số các bị can có ông Triệu Ngọc Hoan, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La, ông Trương Tuấn Dũng, phó giám đốc Sở Tài chính, Phan Tiến Diện, phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phan Đức Chính, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường La.